Đi là người chuyển giới nam và hai vợ chồng em là đã kết hôn rồi và là vợ chồng hợp pháp. Em bị dụ về Việt Nam. Trời ơi, ngủ gì con gái góc gì mà ông ngực. Đó, cái ông choàng luôn cái tay mà ông lấy một tay của ông mở cái nút em cái là em hết hồn rồi. Xin chào hai em. Xin chào cô Hồng Vân và chú Bây Quốc Thuận. giờ chúng ta thống nhất với nhau là anh với chị thôi. Em chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận, chào tất cả khán giả ở đây và khán giả đang xem đài. Em tên là Hồ Quỳnh Nhi, mọi người thường hay gọi em là Muối. Em năm nay 25 tuổi, em là người Mỹ gốc Việt và hiện tại em đang kinh doanh online ạ. Gốc là sinh ra ở Huế nhưng mà theo ba mẹ qua định cư ở nước ngoài từ nhỏ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào mọi người. Em tên là Tô Trần Di Bảo, tên thường gọi của em là Bi. Em năm nay Bi. 26 tuổi. Bi Bi. Hả? Công việc của em là kinh doanh online giống vợ em luôn. Nhưng mà hai đứa thích chương trình này không? Dạ, rất là thích luôn. Có một điều rất là đặc biệt ở vợ chồng em, đó là Bi là người chuyển giới nam và hai vợ chồng em là đã kết hôn rồi và là vợ chồng hợp pháp. Bi là cũng ở nước ngoài luôn. Dạ không, em ở Việt Nam. Em bị dụ về Việt Nam. Hồi đó không có phải là kinh doanh online. Học ở nước ngoài em học xong y tá rồi. Cái sau mê ông này quá xong về. Mà cơ duyên nào gặp để mà bị dụ? Tụi em quen trên Facebook, em nhắn tin cho em trước. Hồi đó em mê ông này lắm. Thì ông này có rất là nhiều tài. Ông này rap nè, rồi hát hò trên Facebook rầm rộ lắm. Thì cũng có nhắn tin nói chuyện qua lại. Rồi tới khi mà tháng 2 em có một cái dịp về Việt Nam, thì ông này ông mới rủ em là đi chơi hôm. Thích rồi, thành ra đồng ý liền. Cái lần đầu tiên mà em gặp bạn này ở ngoài, thì lúc đó em có ấn tượng gì bạn này? Lần đầu tiên em gặp vợ em ở ngoài thì vợ em xinh lắm, lúc đó trắng lắm anh. Trắng rồi nhỏ nhắn rất là xinh. Rồi em bắt đầu em đi chơi, em thấy cái bạn này bạn lạ lạ, bạn rất là vui, rất là tạo niềm vui cho em. Cái em lúc đó em thích quá, em quyết định theo đuổi vợ em luôn. Đủ luôn. Em là thích thích bạn Bi trước đúng không? Dạ, thích ở đây là mê như kiểu thần tượng chứ không phải thích là tôi sẽ quen cái người này. Là ngưỡng mộ đó. Dạ. Rồi cái việc mà theo đuổi cô này có dễ dàng không Bi? Khó lắm. Em đi chơi với cái cô này nè, xong em tỏ tình cô này cũng không chịu. Tháng 4 em cũng tỏ tình, cô về cô nói cô đi chơi với em, cũng có nắm tay như các cặp đôi bình thường vậy, nhưng mà cô không chịu quen. Cô nói là thôi anh ơi, em muốn quen xa lắm, sao quen được, quen sao có tương lai. Có nghĩa tới lần thứ ba cô mới chịu? Dạ không, gần mười mấy lần lận. Mười mấy lần hả? Ông này ông quen ông dám kể đó. Dụ là quen anh đi rồi năm sau anh cưới. Mà cái gia đình em là cứ hối cưới hoài à. Dụ em cái đó nặng nhất rồi mới dính. Tự dính luôn. Nghe lời, nghe nói cưới cái mừng á đúng không? Mừng. Mà mấy lần trước khi mà em bị từ chối như vậy á, thì lúc đó cái em có buồn không? Dạ buồn, tính là thôi, tao không cua mày cho mày biết luôn. Thấy em không nhắn tin là nhắn tin lại. Ê anh đang làm gì đó? Nhưng mà ba bên gia đình em á, khi mà biết em quen Bi thì là có cái phản ứng gì không? Em trải qua cũng nhiều mối tình rồi thì thấy cũng mối tình nào cũng đau khổ hết trơn á. Thành ra em có nói với ba mẹ là nếu như mà con quen một người thì nếu con hạnh phúc thì ba mẹ có vui không? Cuộc đời con sống con chỉ cần một người mà một người bạn đồng hành với con thôi à. Con không có quan trọng ai hết trơn thì ba mẹ em đồng ý, mà không những như vậy rất 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 chi là thương Bi luôn. Cực kỳ thương. Chắc chắn là Bi là không có qua bển gặp gia đình rồi đúng không? Mẹ về hồi tháng 2 á thì em cũng rất là thích mẹ mẹ vợ, tại vì mẹ vợ rất là hiền. Lúc mà mẹ qua bển thì em vẫn giữ liên lạc, tại vì em nghĩ là trời ơi thích gái người ta mà lấy lòng gia mẹ. Đình lúc mà cái tháng 2 mà em nói là em về đó là chưa gì là đã dẫn mẹ em đi mua cho mẹ em một đôi giày. Lấy lòng mẹ lấy lòng, vợ mà lấy lòng. Không, còn mua cho mẹ em một cái lắc nữa. Ủa tặng lắc nữa hả? Tặng lắc nữa. Ông này ông khoái tặng lắc lắm. Chỉ có ba em là hơi kỹ tính thôi, còn mẹ em thì là ba vợ. Ba vợ. Tình cảm của các bạn coi như là đến bao lâu thì mới bắt đầu là mặn nồng với nhau? Ngay từ cái giây phút mà em đồng ý em quen thì bắt đầu khi lúc đó là chồng em có một số khó khăn, nói chung là công việc rồi cũng nhiều cái chồng em cũng stress rồi ở có một mình à. Thì em nói với chồng là thôi để cho em gắng em học xong rồi em về để em phụ anh làm việc. Thì từ cái lúc mà em về hai vợ chồng ở chung thì lúc đó tình cảm của tụi em là mặn nồng. Có nghĩa là khi mà ba mẹ em biết Bi chuyển giới như vậy thì là mọi người vẫn ok bình thường đúng không? Mới đầu em giấu mẹ, em hỏi là con phải gái không? Không phải gái, trai. Trai mà. Rồi thì nói chuyện chắc mẹ cũng biết mà thấy con em giấu á nên mẹ cũng mẹ neo theo em luôn. Chỉ có lúc mà
Em quen được một năm thì vợ em mới nói là giờ cưới chưa? Cưới đi. Tại vì hứa em quen một năm cưới mà. Lúc đó em cũng lo lắm, tại vì hai anh rất là khó, ba vợ cũng kỹ tính nữa, chỉ có mẹ là thương thôi. Rồi em nói là mẹ ơi, mẹ hỏi ba giùm con đi, cho cưới không? Thì hai bên gia đình nói chuyện. Hai ba lần em hỏi từ từ mẹ rửa rồi với, mẹ nói với ba mấy bữa nay mẹ bận quá. Một bữa nào cái em nói vậy nè, bây giờ mẹ có hỏi cho con không? Mẹ không hỏi thì con bắt cóc con gái mẹ ở đây luôn, con gái mẹ không bao giờ qua bển. Cái mẹ khóc quá trời, mẹ khóc chịu mà, cho khóc mà luôn. Sợ khóc ba như thế nào? Nhưng mà còn gia đình của Bảo thì có thương muối không? Em chỉ có mẹ thôi, mẹ em không có ở chung nhiều với tụi em. Nên tụi em chỉ có ở tức là Bi ở Sài Gòn một mình thôi. Vậy thì mình muốn hỏi luôn nghe, cái lần đầu tiên đó Bi dụ bả hay là cô ấy dụ Bi? Dạ em dụ. Em ở đâu? Ở nhà? Dạ ở nhà, tại vì hai đứa ít, rất là ít đi chơi. Khi em nói là em ơi, em ngủ hai phòng làm gì, thôi qua bên đây em sợ ma. Cái em kêu đi vô phòng, cái em khóa cửa, cái gắt đó. Ủa anh làm gì vậy? Nói, thì ngủ chứ làm gì, thôi em ngủ đi, anh đâu có làm gì em đâu. Rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới thôi. Lúc đó sợ sợ nhưng mà cũng kiểu thích, tại vì không có không biết làm sao nữa. Nói chung cái cảm giác nó mông lung mà nó thích lắm kìa. Thì em cứ theo cái cảm xúc của em thôi. Ông này thì tự nhiên em hết hồn, là ông nói trời ơi ngủ gì con gái góc gì mau ngực đó. Cái ông choàng luôn cái tay, mà ông lấy một tay của ông mở cái nút em cái là em hết hồn rồi. Cái em nhìn ông, em nói trời ơi, anh có mở. Xin phép anh mở ngực cho em nha. Thì có xin phép nhưng mà chuồng có mở trong một giây luôn. Em mình hết hồn. Nhuyễn quá, thao tác quá nhuyễn. Một cái em hết hồn, em nhìn lên cha dụ hết bao nhiêu cô rồi. Đáng lẽ là tụi em sẽ kết hôn ở Việt Nam, thì ba mẹ nói ba muốn có một cái đám cưới hoàn thiện, hoàn thiện, có trên hợp pháp trên giấy tờ như những cái cặp đôi bình thường khác. Nên ba nói là phải qua Mỹ đám cưới. Bây giờ trong một thời gian ở với nhau như vậy rồi, lấy nhau về vậy rồi, không biết anh ấy có lò cái tật xấu gì ra không? Tật xấu hả? Tật xấu thì nhiều lắm. Rất là nhiều luôn. Ông cứ đeo em vậy. Vợ ơi, lên nhà nựng cái coi, lên trên phòng cưng cái coi nè. Với lại ông dê. Ông dê nữa. Một năm quen, tới nửa năm sau là một năm rưỡi mới đụng được người ông này. Đó. Thì em đâu có biết làm sao đó. Lần đầu tiên quen cùng giới thì em cũng đem Google tá loại hết trơn luôn. Mà học làm sao để em làm y chang vậy đó. Cái hình như em làm tốt quá hay sao á. Cái ông này cũng mê. Sáng sớm mình mới lơ mơ ngủ dậy à, cha tắm rửa sạch sẽ, cái cha nằm, cha mang cái quần xà lõn thôi, cái cha nằm mà cái tướng nàng tiên cá đó kiểu vậy nè. Cái mình thấy cái mùi gì sai sai rồi, cái ông nói một miếng thịt rất chi là thơm ngon mà đang chờ em xôi. Rất là tình cảm, nhưng mà thường tình cảm hay gọi nhau là mày tao. Mày thấy ghê quá Bi ơi, tao đói thiệt á, mà tao nhìn mày tao nuốt không nổi, tao mất ói luôn á. À, em mà mang áo dây vô phải không? Là ổng ghê lắm. Ổng làm cái kiểu vậy nè. Ổng làm cái ghê lắm, kiểu ổng làm giống như là thú vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là cái bữa đó là em có xôi cái miếng thịt không? Không. Không sao, heo quèo luôn. Nhưng mà Bi là Bi dê thiệt hay là Bi giả bộ giỡn cho chọc muối? Dê thiệt. Dê thiệt. Ra ngoài đường em vẫn rất là giữ thể diện, giống như bà đang cúi xuống cái em lỡ em đụng đít của bà, cái em thấy người ta dòm cái là trời em giả bộ em cúi xuống một xíu đi. Ê cái này dơ quá. Nói là em là để ổng heo quèo phải không? Hồi trước ông hay chia sẻ với mọi người là vợ em nó hay bỏ đi. Ông để em héo queo 2 tháng trời, ông không nhòm ngó gì em hết trơn á. Cái tự nhiên em nói trời ơi sao ông hết thương tôi rồi, cái giận cái đòi ly dị cái bỏ đi. Cái thành ra bây giờ đòi ngược lại, ý là đòi dần dật là đòi bằng được. Thì em nói là em quen với cảm giác đó rồi. Nhưng mà nãy giờ kể là thấy khen không á, không có thấy cái tật nào mà là tật xấu luôn á. Thế hả? Thực sự luôn, nãy giờ là thấy tật cưng. Chứ bây giờ đàn ông mà dê vợ mình á, đúng không? Là tật đó tật tốt mà. Thường là đàn ông bây giờ làm biến dê vợ mình, dê vợ người khác, đúng không? Thôi giờ cho Bi đi, Bi kể tật xấu của muối đi. Tật xấu của vợ em là bề bộn. Bề bộn với hay sai em, với hay nịnh ngọt em. Ví dụ như là lúc mà đi qua bên Thái thì vợ em nói thôi hai vợ chồng mình đi du lịch đi, xả stress đi. Em nói vậy là qua bên bển đi ăn uống đúng không? Nói vợ em ừ qua bển. Qua bển 6 giờ sáng. Ê đi chợ. Đi chợ em xách đồ cho tao không? Em chứ không có tao. Lúc nịnh là không bao giờ tao mày đâu. Em qua em cũng xách đồ, cái vợ em nói là xách hết. Không, mới rồi em chưa xách hết đâu.
trời anh sao dạo này nhìn anh đẹp quá, anh lực lưỡng quá, cái tướng anh xách đồ nhìn trời đẹp ơi là đẹp luôn. Ông đi tập gym, ông đi tập gym. Cái em thích quá anh, cái em xách quá trời luôn, em xách mà từ sáng tới chiều, mà vợ em đâu phải là đi shopping mua mấy cái đồ mà xách hai tay đâu, vợ em đi buôn, em xách muốn chết luôn. Vợ em đi buôn 40-50 ký. Đâu. Ủa nhưng mà là em xách hết luôn hả Vi? Em xách xong rồi bắt đầu em đẩy xong rồi em kéo em làm. Rồi bạn có xách gì không? Em đâu có cho tới xách đâu. Lúc mà em nằm trên người em nói là trời ơi, em có còn thấy anh đẹp nữa không? Mày xuống rồi mày như con heo vậy á, mày không thích biết nhìn lại mày hả? Xuống. Ủa tráo trở vậy sao? Vậy cái em nói là ủa vậy là hôm bữa tới giờ là mấy ngày trời em dụ anh hả? Ừ chứ làm sao? Mày lại nhìn gian manh tráo trở đó. À, ngồi ở đây có ly nước ở đó, không bao giờ lấy nha, mà em ở tuốt làm sao? Anh ơi lấy ly nước cho em. Đó. Là em bị ám ảnh cái kiểu như em đi tắm mà bả không có kêu, mà em cứ nghe là anh ơi hoài. Lúc mà em mở cửa mới bả kêu cái gì, tôi đang tắm mà kêu gì, bị ảo thanh luôn. Bị ảo thanh luôn. Nói nghe nè, nhưng mà mỗi lần bị sai nhiều vậy có bực bội không? Dạ không, giống như cái điện thoại lúc nào vợ em cũng cầm hết, hay là vợ em đỡ kẹp xuống dưới chân, cái vợ em nói anh ơi anh kiếm giùm em cái điện thoại đi, em kiếm gần nửa tiếng đồng hồ em mới kiếm ra. À em kiếm ra rồi, dưới chân em nè đó. Rồi thôi lúc đó em cũng bực lắm đấy. Thôi đừng hờn thua anh chút xíu nữa, chửi. Em hay nói vậy nè, cái cả cuộc đời phụ nữ của mình á là chỉ có một đời chồng thôi. Anh thấy nhỏ giờ mẹ em, ba mẹ em nuôi em như công chúa đâu đụng gì đâu. Mà giờ hả, anh nghĩ đi, người phụ nữ mà có biết bao nhiêu bạn bè mà rốt cuộc người ta hy sinh cả cuộc đời để làm vợ anh, thì họ đáng được anh trân trọng. Mà cái người phụ nữ mình mà đẹp mà được chồng chiều á, người ta rất chi là khen ông chồng. Thấy không, người ta thấy ông chồng này tâm lý quá. Ví dụ đi, em đi làm móng tay, móng chân, làm tóc, chồng ngồi đó cho em nha. Người ta nhìn vào người ta không có khen em, mà người ta khen cái ông chồng này trời ơi tốt tính quá à. Là anh tuyệt vời đúng không, là anh cộng điểm. Là thí dụ mà vợ có đi ra ở ngoài là anh mở cửa cho vợ, cái đó không phải là sai hoặc là taxi gì hết trơn á, nhưng người ta nghĩ là trời ơi cái người chồng này nó xuất sắc ghê luôn. Đó. Rồi giờ gì em cũng làm hết. Tới đó giờ chắc nói chuyện với không ai giận em được hết đúng không? Tại vì ngọt ngào miệng lưỡi quá trời quá đất người à. Trời ơi. Vậy thì giờ hai bạn có mong muốn thay đổi điều gì không? Vợ em hay nói là phụ nữ lấy chồng để được chồng yêu thương. Thì em sẽ làm hết tất cả những gì mà em có thể làm cho vợ em thôi. Nên em cũng không cần vợ em. Cứ diện nguyên đi, thế này là cứ nguyên okay bản đi đúng không? Còn muốn sao? Chồng em hả? Ví dụ mạnh dạn hơn chẳng hạn. Cái gì mà sợ quá là núp sau lưng em. Vợ ơi, có một đợt đi Thái nhạy cảm thiệt sự, hai vợ chồng chồng em mới nói vậy nè, cái này hơi tế nhị chút xíu, mình mua toy đi, ông cứ xúi giục em mua, cái mình đi mình trốn trong đi cái ở ngoài á. Người ta chưng ở ngoài mình không có không đi vô mua. Cái đi tuốt ở trong hẻm cái kiếm thì em ngại thì em không dám tới mua, mà kêu em mới nói là mua. Em đi tới mua đi, người ta em giờ mới chồng em quá trời ngại luôn, rốt cuộc cái thấy quá trời to bự rồi, sợ quá hoảng hồn quá, em xanh lè em sợ luôn. Bà giờ bà lựa cái có chút xíu vậy à, bà lớn thế nào cái bà hỏi là cái này bao nhiêu tiền, cái bé đó nói 650 baht, cái bà quay ra mà em đã sợ người ta thấy rồi, bà nói mà nó tuốt đâu xa luôn, cái gì mà mắc quá vậy, trả giá không 650 baht gì có chút xíu vậy mà mắc quá. Trời, mua lẻ đi, người ta đi vô kìa, đi vô cái xong rồi mua xong cất vô cặp, mua dưới luôn anh, người ta đi qua hai đứa tổn ten đi về cũng chết rồi. Mà em cũng dặn chồng vợ em kỹ lắm, em nói thôi em về em lấy cái này là em phải cất, chứ không thôi á thấy mấy đứa nhân viên nó thấy đó, nó nhìn em mà cặp mắt khác. Cái rút cuộc hai vợ chồng cất giấu kỹ quá, cái mất tiêu rồi. Tới giờ cũng chưa biết cái cảm giác là sao cả, vẫn bỏ vô két ra mà. Đó là em muốn chồng em thí dụ như nhiều khi mình mạnh dạn hơn. Thôi giờ vậy thôi. Không muốn thay đổi gì đâu, vậy thôi đúng không? Chỉ cần giờ cứ mạnh dạn là thôi. Được rồi. Nhân đây á, Vân cũng muốn tâm sự một chút xíu với lại các bậc phụ huynh, với lại các bạn. Rõ ràng là ở đây cuộc sống của mỗi chúng ta đều có một cái sự lựa chọn riêng. Và cha mẹ nào thì cũng chỉ có mong muốn con mình được hạnh phúc. Thì Vân thấy là các bạn có một cái cuộc sống tinh thần nó tuyệt vời. Cả chồng cả vợ các bạn rất là vui và các bạn cực kỳ hạnh phúc luôn trong cái cuộc sống của mình. Thì thành ra là những cái bậc phụ huynh thì chúng ta nên cởi mở, nên mở lòng. Con của chúng ta miễn là nó hạnh phúc là mình đúng phải vậy. Hỗ trợ và mình gọi là mình tìm mọi cách để vun vén vào. Đó, cảm ơn các bạn. Cảm ơn rất nhiều. Cảm ơn hai đứa. Tên là Nguyễn Thị Kim Ngân. Năm nay con 27 tuổi. Nghề nghiệp của con là kinh doanh hàng Thái ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Rồi mời con. Dạ, chào chú Hận, cô Hồng Vân. Con là Lê Duy. Thì con đang hiện tại là làm bên mảng tài chính ngân hàng. Hiện tại con đang sinh sống ở quận 8 chung với vợ con.
Nè, ô Duy ơi, mà là con là bao nhiêu tuổi? Dạ con năm nay 27 tuổi. 27 tuổi. Dạ. Hai đứa hai chồng bằng nhau. Dạ. Chắc là đoán đi, đoán. Quen em, nhau. Em đoán chị gái đoán. Hai đứa này là đi học, học chung với nhau từ thời tiểu học, và tụi nó là có một cái thời gian coi như gắn bó với nhau từ tuổi thơ cho đến thiếu niên, và bắt đầu quen nhau và yêu nhau và cưới nhau luôn. Đúng không? Dạ, tụi con là quen nhau lúc cuối năm lớp 10. Là hiện tại là đã quen nhau được 12 năm. Bạn này cũng học chung với con luôn, là bạn ngồi đầu bàn, còn con là ngồi cuối bàn. Nhưng mà đầu năm cho tới cuối năm là tụi con không có nói chuyện với nhau, tụi con không có quan tâm. Tới cuối năm luôn, bạn này mới nhắn tin cho một cái bạn chơi thân với con, là một bạn gái. Thì bạn gái đó mới nói với con là bạn này đang tính cua bạn đó. Nhưng mà thật ra là bạn này là muốn tìm cách để liên hệ với con, tại vì bạn gái đó là chơi thân với con nhất. Có nghĩa là giả bộ mượn bạn gái cái bắt cầu để mà, dạ, mà quen con đó đúng không? Dạ đúng rồi. Duy ơi, cái dạ, điểm nào ở Kim Ngân mà con lại muốn tiếp cận với bạn này và con lại thích bạn này? Con nghĩ là cái ánh nhìn đầu tiên nó quan trọng. Sắc ra về sắc ra không? Dạ. Giỏi và xinh đẹp. Dạ. Đẹp đúng không? Hiền. Hiền. Dạ. Hiền thì không hiền. Hiền thì không hiền. À không hiền, dạ. Đẹp giỏi mà không hiền. Nhưng mà trong lớp của con là có, ngoài con ra là có đứa nào nó theo đuổi Ngân không? Con nghĩ là không. Con mình con rồi đúng không? Dạ. Chỉ có mình con mới nhận ra được cái vậy nét con, đặc biệt của Ngân. Vậy là con một mình một ngựa thì con đâu có phải chiến đấu với ai nữa. Dạ. Cho nên là chắc là con chinh phục bạn Ngân là không có khó lắm đúng không? Dạ cũng cũng khó, tại vì cũng phải mất phải 2-3 tháng. Ừ. Dạ. Ồ nhưng mà cái mối tình học trò lúc đó là chắc cũng phải coi như là giấu giếm. Ừ. Giấu giếm bạn bè, sợ bạn bè nó chọc. Dạ có. Khoảng thời gian đầu tiên mà quen là con không có cho cái bạn gái bạn thân của con biết. Tại vì lúc đầu bạn nó nói là Duy á, Duy nhắn tin cho tao á, Duy cua tao đó. Nhưng mà bạn không biết là bạn này là chỉ có mượn bạn đó để cua con. Dạ đúng rồi, nên là hả, khoảng đó là quen nhau là tụi con giấu bạn cho đó, bạn bè. Với lại cả là ba mẹ con cũng không có muốn là quen sớm lúc mà đi học, nên là cũng không có cho ai biết. Tới khoảng giữa năm lớp 11, mấy bạn mới thấy là sao hai cái người này đi học mà cứ sắp sáp vô nhau hoài. Đầu mọi người mới nghi ngờ, mới biết. Đến bao lâu thì cái bạn kia mới biết rằng là cái người mà Duy theo đuổi là con, chứ không phải dạ, là bạn kia? Dạ chắc cũng giữa năm lớp 11. Lúc đó bạn ấy làm sao? Bạn đó với con nghỉ chơi nhau luôn. Nhưng mà chắc bạn đó biết thì lúc ấy chắc tụi con công khai rồi đúng không? Dạ đúng chắc rồi. Lúc ở trường cũng biết rồi. Dạ. Gia đình tụi con biết không? Ba mẹ con thì lúc đó thì chắc chưa biết. Tầm khoảng con nghĩ là cuối năm 11 hoặc là đầu năm 12 á thì mới biết. Tại vì lúc đó tụi con đi học, tụi con cứ sáp vô nhau nhiều quá, nên là thầy cô cũng biết luôn. Cái bị mời phụ huynh vô. Xong rồi thầy cô mới bắt đầu nói là anh chị coi lại cháu là vậy đó. Đó là gia đình con, còn gia đình Duy sao? Dạ gia đình con thì dễ. Tại mẹ con cũng có chở Ngân về chơi với ba mẹ mấy lần. Thì ba mẹ con cũng dễ, cũng chấp thuận. Vậy con mỗi lần đi chơi chắc phải lén đúng không? Dạ đúng rồi. Đi chơi thì cứ phải đúng 10 giờ là phải về nhà. Tại vì sau 10 giờ là ba con sẽ gọi rất là nhiều luôn. Nhưng mà có bao giờ ba mẹ bắt gặp không? Dạ, ba mẹ bắt gặp là chưa. Dạ. Chỉ có là con đi chơi về trễ quá thì ba con gọi hoài, xong rồi cái về thì bị la. Rồi suốt thời gian tụi con yêu nhau 12 năm vậy á, là ở bên nhau đủ 12 năm hay là có xa cách năm nào không? Dạ, tụi con là cũng quen nhau như vậy luôn. Là chỉ có chia tay một lần là lúc tụi con mới quen, là tầm lớp 11. Dạ, là chỉ có một lần là duy nhất rồi. Dạ đúng rồi, sau này thì tụi con cứ quen nhau suốt như vậy. Nhưng mà có yêu xa không? Yêu xa đi thì học đại học xa. Yêu xa thì lúc mà bạn đi nghĩa vụ 2 năm á. Và con với bạn là yêu xa là bạn ở trong chổng, còn con ở ngoài đây. Rồi coi như là ở ngoài này thì cô gái giống như là hậu phương đợi chờ á. Trong thời gian đó tụi con gặp được nhau mấy lần? Cuối tuần á là chủ nhật nào á là con cũng lên thăm bạn này hết. Mà con thì con kiểu không có biết chạy xe á, nên là con lên thăm bạn này thì em của bạn này chở con lên. Dạ. Nhưng mà hỏi Duy nè, cái trong cái thời điểm đó là lúc mỗi lần mà vợ của con lên thăm con á, rồi ở trong đó mọi người có bình phẩm hay có xì xầm hay có này này kia kia nọ không? Dạ có. Nói sao?
thì cứ nói là bạn gái mày đẹp quá. Đẹp mà thủy chung rồi ha, dạ, hai năm rồi. Trời là cứ thứ bảy chủ nhật là lên thăm. Dạ, đúng rồi. Lên thăm lần như mua đồ nhiều không? Dạ nhiều, một lần lên mua cả cũng phải hai bao đó. Sữa mì con thằng mua bánh kẹo Thái. Nhưng mà lúc đó chú hỏi nè, lúc đó cả đơn vị được ăn đồ Thái không ai chị nó ngoài đời mình không được ăn nè. Để thắc mắc cái này, lúc đó làm mà còn trẻ quá chưa có đi làm chứ sao tiền đâu mua đồ Thái? Tại vì con đã khởi nghiệp từ lúc mà con học xong 12 á. Dạ là con bắt đầu kinh doanh, là kinh doanh đầu tiên của con là con bán son tự làm á, son handmade á. Dạ là con đi học làm son nên là con đã bắt đầu kinh doanh từ thời điểm đó. Trời dỗ quá vậy. Ôi như vậy là các bạn là yêu nhau 12 năm trời, không chia tay chứ, chứ ngoại trừ cái thuở coi như ấu trĩ ấu trùng. Ấu trĩ ấu trùng. Đó. Còn ngoài ra trong suốt 12 năm rồi, ngoài cái đó là bên không, nhau là bên nhau, yêu nhau. Và đây là mối tình đầu của cả hai luôn đúng không? Dạ đúng. Wow. Mà sao không cưới sớm mà để chi mà lâu dữ vậy? Đúng rồi. Tới 12 năm mới cưới gì vậy? Đi nghĩa vụ có 2 năm ra rồi. Dạ, dạ không, tại vì khi mà đi ra quân thì cũng có là tính sẽ cưới. Nhưng mà do lúc đó là dịch bùng tới. Cho nên là mới đây thôi. Dạ mới cưới đây. Là nhưng mà có sống thử với nhau trước không? Dạ không, tại vì nhà con rất là khó luôn. Là tại vì con là chỉ đi chơi tới 10 giờ là về. Với lại là ba con không có cho đi chơi qua đêm. Mà ngay cả đi chơi với bạn gái cũng không cho. Mà ví dụ mà đi bắn pháo bông mà 12 giờ thì 12 giờ 15 con phải về. Còn nếu mà qua 12 giờ 20 là ba con cũng sẽ chửi, sẽ la con. Rồi bây giờ thôi hỏi luôn đi, coi như là tổng hợp rồi. Luôn trong đúng suốt 2 năm và cho tới bây giờ luôn. Là bên nhau thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Đó. Nhường cho nó trước đi. Nãy giờ thấy nó im ắng quá. Sao? Tật xấu của ấy là gì? Tật xấu của vợ con có cái tật là không có nhường người khác. Đã sai rồi mà còn hay nói lại. Càng là với con hay là với tất cả mọi người luôn? Với con với lại mọi người trong gia đình luôn. Coi như càng á, cái tính càng á, càng quấy đó. Dạ, đúng không? Rồi. Tức là hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy. Dạ đúng rồi, hồi đó từ đó từ hồi lúc quen tới giờ. Như vậy là sai mỗi lần cũng không nhận là mình sai. Dạ, luôn. Mỗi lần con mà gây với cô ấy là con chỉ có thua với là kèo dưới thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Mà mỗi lần mà con nói lại thì sao? Con nói lại thì giận rồi này kia thôi. Mình phải sai thôi. Dạ đúng rồi. Tôi còn gì nữa? Cô ghen không? Dạ ghen. Ghen giang trời mây sông nước không? Giang trời mây sông nước không? Dạ ghen dữ lắm. Tại ví dụ như con gặp một bạn nữ mà đứng nói chuyện bình thường thôi thì lát hồi về cũng có chuyện. Là mệt. Dạ đúng rồi. Còn nhắn tin với bạn trong công ty hay là về công việc á là cũng nhắn hoài là cũng nói. Ví dụ như bây giờ mà là bạn nữ đó. Dạ nữ đó. Còn cứ khác giới là có chuyện. Rồi đồng giới rồi có chuyện không? Dạ, đồng giới không? Đồng giới không? Không có. Đồng giới mà ghen nữa là mệt lắm mà nghe. Vậy thì bạn bè của con trên Facebook đó là thành phần nam hay nữ? Đa số là nữ nhiều. Tại vì bạn trong công ty con là đa số là nữ. Bạn Facebook của con. Mà mỗi lần con vô comment cho Facebook của phái nữ thì vợ con sao? Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Vợ con quản lý Facebook con luôn mà. Trời đó con, hiểu rồi đó. Con là không bao giờ thấy như là comment coi như những bạn nữ rồi đúng không? Dạ. Rồi sao nè, có thích làm đẹp? Cái này cũng thích làm đẹp mà làm rất là lâu. Mỗi lần mà đi chơi mà ví dụ như 4 giờ thì cũng phải 5:30-6 giờ mới xong. Dạ, mặc đồ rồi. Nữa là chắc 1 tiếng nữa là 3 tiếng. Thế sao mà làm chi mà lâu dữ vậy ta? Mang dép hay mang giày thôi là đã nửa tiếng, 1 tiếng rồi đó. Suy nghĩ đó phải không? Suy nghĩ là mỗi một lần đi lễ cưới là con cứ như xả vàng. Chừng nào bà kêu xong hết rồi con mới chuẩn bị đồ. Dạ đúng rồi. Dạ thì ngoài là mấy cái tính đó thôi chứ còn. Có hay chụp hình selfie rồi đăng Facebook rồi sống ảo không? Dạ cũng có. Ví dụ như mà đi ăn tiệc tùng á thì hay chụp lắm. Chụp xong rồi mới bắt đầu cho ăn. Ví dụ như đi ăn hai đứa bưng hai cái tô ra thì phải cúng Facebook. Em thì đang đói thì con lấy cái đũa với lại cái muỗng tính ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Khoan chụp cái rồi mới cho ăn. Đó cúng thần Facebook. Cái đó em cũng vậy mà anh nói gì. Không, bỏ thôi không? Cái đó coi như là bệnh trào lưu. Bệnh trào lưu. Trào lưu đi. Đó. Bệnh trào lưu hết thôi. Tha cho nó cái tội đó đi con. Rồi bây giờ con mong muốn em yêu của mình thay đổi điều gì? Thì con chỉ mong muốn là vợ con thay đổi là đừng có nghe lời người khác khuyên. Giống như là mình sai thì người ta khuyên thì mình nên nghe, lắng nghe. Là phải nghe chứ sao con lại là đừng nghe lời người khác khuyên. Em mong muốn là lắng nghe. Luôn luôn lắng nghe và luôn luôn thấu hiểu nha.
Rồi bây giờ tới con đó. Dạ. Tật xấu của ổng là gì nãy giờ ổng khui quá trời kìa. Hay quên đồ, như chìa khóa xe đồ là hay vứt lung tung. Xong kiếm là hết thời gian mà đứng kiếm không cũng phải 20-30 phút. Mỗi lần vậy con có cọc không? Hơi bực bội. Cái là bây giờ cái hiện tượng gia đình nhà này đó là mỗi lần đi ăn tiệc là ông chồng ông chờ bà vợ 2 tiếng đồng hồ mới cắp. Nửa tiếng đồng hồ là bà đi thay giày thay dép. Bà thay xong xuôi rồi bà vợ chờ ngược lại ông này 1 tiếng rưỡi đi kìm chìa khóa. Là tới nơi là tan món thứ ba rồi. Tới nơi là người ta nghỉ. Rồi còn gì không nè? Dạ với lại là hay nóng tánh cọc. Tại vì kiếm không được cái đó là bắt đầu cọc lên. Tại vì tự cọc với bản thân mình luôn. Trời ơi. Để đâu mà trời. Học tôi cũng bị. Tôi bị hoài luôn á thiệt á. Tự cọc mà tự chửi bản thân á nha. Rồi còn gì không nè? Có mê game, mê shopping gì không? Dạ là mê shopping lắm. Bạn này là suốt ngày cứ lướt Facebook. Xong rồi nói là em cái này đẹp quá, anh đặt cái này nha, em mua cho anh cái này đi. Thật ra là mua cho mình. Hay săn sale trên Shopee lắm. Mà shipper mà giao tới nhà không phải giao đồ cho con mà toàn giao đồ cho bạn này không. Nên mỗi lần mỗi sáng con thức dậy á, shipper gọi là con bắt đầu bực lên, con nhắn tin á, đặt cái gì nó vậy, đặt cái gì mà sao không nói. Con bực mình lắm. Mê shopping hơn vợ. Rồi còn gì nữa nè, có mê game không? Mê game luôn. Ồ. Chơi game, chơi ngồi tập trung. Mà có nhiều khi là ăn cái đó ra mà cái món đó nguội luôn, vẫn còn đang bấm chơi game. Nghiện game quá. Cái đó là căn bệnh thời đại rồi, căn bệnh. Chưa có con cho nên là nghiện game dữ lắm. Con mong muốn chồng thay đổi gì? Dạ con mong muốn là thay đổi là bớt quên lại. Tại vì thời gian mình quên á, mình sẽ không có thể tập trung vào cái việc khác. Ví dụ như 20-30 phút đó mình có thể làm được một cái việc khác. Với lại là bớt shopping lại để dành tiền. Shopping nhiều quá. Mỗi lần mình shopping con nói vậy anh có muốn có con không? Tại vì có con là sẽ có nhiều thứ là phải để dành tiền. Bớt nóng tính lại, tại nhiều khi kiếm đồ không được cái xong mà cọc lên, mà hay cọc với bản thân mình xong lát hồi cọc lay qua cho người khác luôn. Xong mà tánh con cũng nóng nữa, cọc lay qua con là con cũng sẽ cọc lại luôn. Trời ơi biết sao, hai đứa mới lấy nhau tụi con còn tới 1 năm tới 1.5 năm nữa để cọ sát với nhau á, cho nên tụi con phải hết sức là nhường nhịn nhau. Tại vì đừng có đứa nào cũng giữ bo cái cá tính của mình á, rồi mất công lắm. Mối tình 12 năm quá đẹp đi, bây giờ đến được với nhau rồi phải giữ nhau. Thì mong cho hai vợ chồng của tụi con sẽ tiếp tục yêu thương nhau, tiếp tục xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc bền chặt. Và có thể, thôi cũng lớn tuổi rồi, năm sau làm đứa đi nghe. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên thì con xin được kính chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận cùng toàn thể quý vị và khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Nhân dịp đầu xuân năm mới, con xin được chúc cô chú có một mùa xuân thật là an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Cảm ơn con. Con xin được giới thiệu, con là Nguyễn Đức Anh. Năm nay con 33 tuổi, con đang là đạo diễn hình ảnh. DOP. Dạ. DOP là con công tác ở... Con ở Sài Gòn là chính ạ. Con ở được 8 năm nay rồi. Thôi mời con. Và con xin được gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận ạ. Và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con xin tự giới thiệu, con là tên là Ly ạ. Và hiện tại là con 31 tuổi và con đang kinh doanh về thời trang và làm đẹp ạ. Nhưng mà bây giờ là Ly và Đức Anh là đang sinh sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh đúng không? Dạ vâng ạ. Cũng mấy vậy con? Dạ con đang ở quận 2 ạ. Rồi nhưng mà trước đây thì không biết là hai bạn là gặp nhau trong một cái trường hợp nào. Có phải là trong một cái dự án phim ảnh gì đó hay là trong một cái dự án thời trang gì đó. Thì bây giờ chia sẻ cho chú Thuận và cô Vân biết là cơ duyên nào các bạn gặp nhau. Thật ra là bọn con vừa mới cưới cách đây khoảng tầm 4 tháng á. Và trước đây con ở ngoài Hà Nội và bây giờ con mới chuyển vào trong Sài Gòn để bắt đầu một cuộc sống mới. Thực ra là trước đây là con với cả anh Bi là cũng là bạn bè của nhau trên Facebook từ năm 2012, có rất là lâu rồi. Nhưng mà gần như là không tương tác với nhau, cũng không có ấn tượng gì cả. Thi thoảng là Facebook có cái ngày mà hiện lên là hôm nay là sinh nhật của ai ấy thì con có nhắn tin chúc mừng sinh nhật anh. Đấy kiểu dạng kiểu tương tác thôi. Và con cũng không nhớ luôn cho đến khi về sau xem lại lịch sử thì con mới biết. Đến năm 2010, con nhớ là năm 2017, đó là đợt bọn con chuẩn bị cưới ấy, con có viết cái lời thề nguyện ấy thì con bắt đầu mới loát lại hết tất cả tin nhắn để con xem lại là anh ấy nhắn tin cho con từ bao giờ. Hóa ra là nhắn tin cho con từ năm 2017. 2017 là con nhắn tin kiểu thả thính chào bạn. Vâng. Kiểu nhưng mà các bạn là gặp nhau quen nhau là trên mạng hay là trên do mạng ạ? Trên mạng trước ạ. Trên mạng. Vâng. Nhưng mà không, ý chú nói là
để mà quen nhau á, cái tình cảm nó khăng khít là do là trên mạng luôn hay sao? Dạ không ạ, ở ngoài đời chứ ạ. Ngoài đời. Sau này năm 2020 là hai người gặp nhau ở ngoài đời. Dạ vâng. Đúng không? Là gặp nhau trong sự tình cờ hay là có sự tác động nào đó? Dạ con chủ động. Thứ ba. Chủ động. Vâng. Có nghĩa là năm 2020 là năm đầu dịch ấy ạ, thì chồng con có nhắn tin cho con, gọi là tích cực trả lời story hơn và cũng kiểu kể lúc ấy đợt đấy là con có đang có một cái cuộc khủng hoảng tài chính giống như kiểu là kinh tế bị lung lay, thế là con có rất nhiều chuyện buồn, con chia sẻ lên thì anh ấy còn nhắn tin hỏi là thế đã xử lý xong chưa rồi bla bla, thì đụng chạm đến kinh doanh thì bắt đầu con mới trả lời lại, thế là hai bên cứ nhắn tin qua lại. Thế thì cái lúc mà cảm giác đầu tiên lúc mà tụi con gặp nhau ở ngoài đời á thì nó như thế nào? Con có ưng bạn này không? Có thích không? Bạn này không? Đang hỏi bạn này thì chắc chắn thích con rồi cho nên cô mới hỏi bạn là vì lý do đó. Cô chỉ hỏi con thôi. Đúng. Lúc đấy thực sự là lần đầu tiên bọn con gặp nhau là bọn con hẹn nhau đi ăn lòng nướng. Đó. Cô tưởng tượng xem là nếu như mà mình có thích bạn trai đấy chắc chắn là mình sẽ chọn đi ăn một cái chỗ nào đấy nó sang trọng, nó lịch sự một tí để lại con nhã nhặn á, vì là đó ăn chút đỉnh rồi này kia, nói ăn lòng nướng là phải tận hưởng. Ảnh gợi ý là ăn lòng nướng hay sao con ạ? Con lấy vâng rồi. Mãi đến anh cưa con khoảng tầm từ tháng 4 cho đến tháng 8 bọn con bắt đầu mới yêu nhau. Bốn tháng trong suốt cái quá trình đấy bắt đầu giống như là mưa dầm thấm lâu. Có nghĩa là không, có nghĩa lúc đó là con đang ở Hà Nội. Dạ con vâng, chưa lúc vô đấy. Đây. À lúc đấy là ở trong Sài Gòn vào bắt đầu là đi ra dịch đó. Đầu tiên. Đấy thì là bắt đầu bọn con còn phải chạy xe ô tô ra, tại vì lúc đấy là lockdown hết, là mình không còn phương tiện máy bay hay là không còn tàu hỏa hay là những cái phương tiện khác, chỉ có mỗi cái ô tô cá nhân thì bắt đầu là mình tự đi từ Sài Gòn và con và hai người bạn nữa là bắt đầu đi ra. Đi ra ngoài Hà Nội. Dạ vâng. Đúng không? Nhưng mà là trong suốt cái thời gian mà trước khi con gặp cô Ly á, dạ, là con không có một mối tình nào hay sao? Dạ chứ... tại vì cái công việc của con là tiếp xúc với diễn viên, tiếp xúc với người mẫu, phải nói là nó không quá khó. Vâng, tại vì con thì chia sẻ là trước đấy thì khoảng con tập trung cho công việc là tầm từ 2017 cho đến 2019 là con không yêu ai. Đấy thì mình tập trung lại để con phát triển lại, con định hướng lại nghề nghiệp xem là, tại vì năm nay là cái năm đấy là trước 30 thì là con cũng muốn là đàn ông trước 30 tuổi thì phải có chỗ đứng và có một cái tài chính mà ổn định để mình còn tính tiếp cái chuyện là cưới vợ. Tại vì ở nhà con là bố mẹ con cũng luôn luôn mong muốn con là cưới vợ, cũng khoảng ngoài 30 là mình phải cưới. Vậy thì cái cú twist nào, cái cú knock out nào mà con quyết định là con chấp nhận là bạn gái của anh? Thực ra ấy, có một cái câu chuyện này mang tính là tâm linh ạ. Đấy là con với cả một chị bạn thân của con hay đi xem bói. Thì trước đây bọn con đi xem bói và có một bà bói bà nói rằng là chồng con sau này sẽ cao, da ngăm đen, mặt vuông chữ điền. Thế là suốt cái khoảng thời gian đấy con cứ nhìn thấy anh nào mà bảo là giống như thế, bảo ui chồng em. Thế là cho đến khi mà con gặp anh Bi. Đây thì... rồi. Vâng. Mặt vuông đấy... chữ điền nè. Nhưng lúc đấy con chưa nhận ra, tại vì lúc ấy mình không để tâm. Thế là người chị đi xem cùng con mới bảo là chị nói thật với mày nhá, đây chồng mày, chị cảm nhận đây là chồng mày, nhưng mà mày cứ từ từ để xem như thế nào. Thì anh Bi lại rất được điểm với tất cả các bạn của con, từ bạn nữ cho đến chồng của các bạn con. Đấy là một điểm cộng rồi. Và có một cái điểm cộng thứ hai là trong lúc thời gian chồng con cưa con, chồng con rất là từ tốn, nhẹ nhàng, rồi thi thoảng điểm thêm một số các cái tình tiết kiểu Hàn Quốc. Và sau đó là tình yêu là bao lâu thì mới cưới? Dạ bọn con yêu được khoảng từ đấy đến 2022 thì tức là hơn 2 năm. Hai năm. Đến hôm nay tụi con yêu xa. Dạ vâng ạ. Vì hết dịch là con vẫn phải vô đây con làm. Dạ vâng ạ, đúng rồi. Vâng. Như vậy là chắc chắn là phải có yêu xa, cái có trục trặc gì không? Chia tay đúng không? Yêu xa mệt lắm. Yêu xa mệt lắm. Con cũng có một lần cãi nhau to. Thường thường thì cũng không tranh luận với cãi nhau nhiều đâu ạ, tại vì là thực sự là cũng lớn rồi, với cả là mỗi người có một cái sự nghiệp riêng, với cả là khi bọn con đến với nhau ấy, cả hai bên đều rất cảm thấy gọi là an toàn, thực ra là an toàn trong mối quan hệ. Đó là anh Bi là người đầu tiên trong các mối quan hệ của con mà con cảm thấy là con không phải lo lắng xem là ủa sao không nhắn tin cho mình nhỉ, anh ấy đang làm gì nhỉ, anh đi quay có gặp ai không. Đó là khi mà yêu anh Bi thì con hoàn toàn là cảm thấy an toàn, nên là quãng thời gian đấy gần như là không có sóng gió gì. Thì cái tháng 5 đấy là cái tháng đỉnh điểm, bắt đầu là đỉnh điểm của Sài Gòn 30/4, 1/5. Đấy, còn nhớ đúng rồi. Thì cái thời gian đấy là cái thời gian mà
ở trong này thì vẫn còn công việc, con vẫn còn công việc đến tháng 6 luôn. Tức là lịch của con là đến tháng 6, nhưng mà lúc đấy là mới đến tháng 5 thì bắt đầu vợ lại nhắn tin là tôi chia tay đi. Mà chả nói bất cứ một cái chuyện gì cả, con cũng bất ngờ hoàn toàn luôn. Thế là con mới gọi điện cho mẹ của con. Và con mới bảo, con mới nhờ là mẹ phân tích giúp con là xem tại sao lại đang bình thường mà lại vợ lại, người yêu lại nhắn tin là thôi chia tay đi hả mẹ? Không có lý do luôn. Không lý do luôn, mấy con chưa phân tích được ra. Mẹ con mới bảo là thôi con cứ đi về đi, con đi về đi, con xem làm sao rồi bắt đầu con đi sang nhà Ly rồi con giải quyết. Thì con nhớ là lúc đấy là con rất là quyết liệt. Và một khi mà con đã bảo chia tay là con không liên lạc luôn. Con nhớ là anh nhắn tin cho con rất nhiều, con còn chặn lên Facebook, chặn luôn. Chặn hết mọi cổng thông tin. Chặn hết tất cả mọi thứ. Hóa ra là vợ sốt ruột, cô ạ. Rồi sao, lúc đó con giải quyết sao? Thì là con bay về, xong rồi đến khoảng một tuần sau bắt đầu con mới nói chuyện được với vợ qua một người bạn. Lúc đầu đến thì cũng cửa là đóng im ỉm, cũng kịch liệt. Thế là cũng cứ vòng trong vòng ngoài là mình nói chuyện qua, giao tiếp qua cái cửa sau cái nghĩa cửa. Là cô vẫn đứng ở, dạ, vâng, ở trong cửa. Dạ vâng. Còn con đứng ở ngoài lúc đó buổi tối hay ban ngày? Dạ vâng, buổi tối con đến nhà thường con đến nặng mạng dữ ha. Vâng. Về hình ảnh hay đó ha. Vâng. Cái máy đó. Cái top shot trên cao. Chính xác. Đúng không? Top shot. Đó, như một phim le lói. Vâng. Cả hai đấy, bên ngoài thì cứ xin lỗi và bên trong thì cứ thôi anh đi về đi. Đi về đi. Có một cái doli nhẹ nhẹ. Vâng. Rất là drama. Và đến có rồi. Kết thúc câu chuyện là cổ có mở cửa ra? Dạ, cũng phải mất đến 30 đến 45 phút sau mới mở cửa. Tại vì may quá mình lại có bố mẹ của vợ. Rồi là cũng ủng hộ mình. Rồi sao? Dạ vâng, dạ. Rồi một cái ôm thân thiết đúng không? Dạ, đi vào ôm thì vẫn đạp ra nhoay nhoáy luôn chứ cũng không phải là được ôm ngay đâu luôn ạ. Lại drama tiếp. Lại drama tiếp, phần 2 tiếp, lại nhạc lại nổi lên. Thế là sau hôm đó là có hòa lại không con? Thực ra là đúng lúc đấy thì cả Hà Nội với cả Sài Gòn lúc nào được đấy. Thế là con bảo là bây giờ thôi, thì bây giờ là đang block như thế thì con sẽ về nhà anh Bi, tại vì là bố mẹ chồng đều ở bên kia. Thì mẹ con cũng đồng ý, mẹ con bảo bây giờ cho hai đứa một cái khoảng thời gian. Đấy, khoảng thời gian để kiểu ở với nhau xem như thế nào, hiểu nhau hơn. Trong cái khoảng thời gian các bạn sống thử với nhau thì có thấy những cái cá tính cũng như là những cái tính cách nó hợp được với nhau và hoặc là nó bù trừ với nhau không? Dạ, con thì ở nhà thường là con nấu ăn và Ly là rửa bát. Thì cái mà để mà con thấy, lúc mà con thấy thương Ly nhất thì là rửa bát thì không bao giờ khéo ạ. Đã không biết nấu cơm thì rửa bát làm sao mà khéo được. Thế là con đã dặn trước là có một cái cốc vỡ đây nha, em cẩn thận đi. Nó bị nứt ở cái vành. Thế là mẹ này thì mẹ cứ xoáy thôi, rửa bát rồi mẹ cứ hăng. Đấy. Rồi xoẹt mà. Bình thường thì lại đeo găng, nhưng hôm đấy thì lại không đeo găng. Ồ, thế là lại drama nổi lên. Máu. Thế là máu nó đổ luôn, đổ máu luôn. Thế có là cáu. Không cáu mà là khóc rất thê thảm. Khóc quả đấy khóc là thê thảm. Mà thấy thương lắm. Vậy là xong 3 tháng đó thì tụi con quyết định là về chung một nhà, đúng dạ, không? Vâng. Đây là vợ mình rồi, đây là chồng mình rồi, dạ, đúng vâng. Không? Nhận ra nhau. Dạ vâng. À, như thế là cưới được 4 tháng. Mới được từ tháng 9 năm 2022 là mới đây rồi đó. Dạ vâng. Quá son luôn đó. Dạ vâng. Và mới đúng vậy, mới tinh 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 đấy. Đấy mà xong con quyết định là sẽ thôi bây giờ vào đây với chồng luôn, đúng không? Vâng. Hiện giờ là hai đứa đang ở quận 2. Dạ vâng. Cái nhà mình mua chưa hay là dạ bọn con vẫn đang kế hoạch để chờ 1-2 năm nữa tìm được một cái mảnh đất hoặc là tìm được một cái căn chung cư mà nó phù hợp với cả hai vợ chồng, tại vì nhu cầu cô biết với chú biết là trong này đi xa thì mình cũng không đành, mà bây giờ con cũng ưu tiên để vợ là vợ thích ở quận nào trước ạ. Quận là hay chung cư đắt lắm. Dạ. Tôi có biết bây giờ giá cũng đang rất là cao. Tôi thì có là con chọn cũng phải từ từ. Đúng rồi. Dạ, thực ra là bọn con đã mua nhà ngoài Hà Nội rồi nhưng mà là chưa bàn giao, đến tháng 6 năm nay bắt đầu mới bàn giao. Thì lúc đấy thì thực ra công việc của con thì con cũng sắp xếp nó đâu ở đấy rồi. Thế lúc con có bảo với mẹ con là mẹ ơi mẹ, hay là cho con vào trong Sài Gòn con ở thử 6 tháng. Vì lấy nhau về con không ở xa chồng con được. Bây giờ ở xa nhau vừa lấy yêu thì ở xa cũng được. Nhưng mà đến lúc mà lấy mà ở xa thì mình sẽ có những cái tủi thân chạnh lòng. Cảm giác như kiểu mình đang vẫn chưa là người chưa chồng ấy. Thế là con mới bảo rằng là thôi cho con vào Sài Gòn ở thử 6 tháng. Cũng muốn đổi gió như nào. Thì lúc đó con tưởng mẹ con bảo thôi ở đây, thôi các thứ. Tại vì mẹ con hồi xưa bảo là
chỉ thích lấy chồng nhưng mà vẫn ở gần. Nhưng đến lúc con vừa nói xong phát á, chắc là quý con rể quá và đi đi không sao. Hôm nay chồng tuyệt vời. Bây giờ con đã tính là hướng cái công việc của mình vô đây được chưa? Tại vì là con làm trong thời trang với cả làm đẹp, thì hệ thống làm đẹp của con có ở ngoài Hà Nội với cả ở Sài Gòn rồi. Còn thời trang thì cô chú biết là bây giờ gần như là bán on rất là nhiều. Mình có thể điều hành từ xa với cả ở tất cả bộ máy ở ngoài Hà Nội con là ổn áp rồi. Thế con cũng muốn dành thời gian cho chồng, cho gia đình với cả tập làm vợ. Thì con nói thật luôn là con lúc mà con lựa chọn anh Bi ấy, con suy nghĩ con lựa chọn anh Bi và quyết định đến hôn nhân ấy, thì với con thì khi mà con lựa chọn một người chồng thì con biết những cái điểm yếu của con. Ví dụ như điểm yếu của con là con không biết nấu ăn, không biết, chưa thực sự là một người vợ của gia đình ấy. Thì chồng con lại là một người rất là đảm đang, rất là chăm chỉ, cả truyền thống của gia đình nhà anh ấy cũng thế á. Và rất là tình cảm, bố mẹ của chồng con, bố mẹ của con với cả là chồng con, với cả là anh ruột của chồng con, mọi người rất là tình cảm dù là ở xa nhau. Thì đấy là những cái mà con thấy rằng là đấy là những cái thiếu của con, cũng như là đấy là sự lựa chọn để khi mà mình tiến tới hôn nhân. Hay quá, chúc mừng hai vợ chồng đã tìm được một cái hạnh phúc. Và đây là một cái hạnh phúc gọi là hạnh phúc là lựa chọn. Thế rồi 4 tháng ở với nhau thế thì thế có bị ngỡ ngàng gì khi mà có một số thứ mà lúc yêu mình chưa biết không nhỉ? Dạ thì cái cũng tật xấu nó đó lòi ra. Đến cái phần này là chắc là Ly cũng đã xem rồi đúng không? Con có chuẩn xem bị đến cái phần này không? Con biết là kiểu gì anh ấy cũng sẽ nói những cái điểm xấu của con, nhưng mà bản thân con cũng không bất ngờ với những cái điểm xấu của con. Dạ, ở nhà ở đến tần đấy thời gian thì bắt đầu con mới nhận ra là thi thoảng lầu bầu xương xương. Đấy, tức lầu là lầu bầu xương xương cụ thể. Cụ thể tức là kiểu nói nhiều về một cái vấn đề. Đấy, hoặc là kiểu những cái mà tính mà cách lầu bầu một mình hay là lầu bầu một có mình đối tượng luôn ạ, một đấy, mình nó một đấy mình là luôn vấn đề. Tức là mình. Còn nếu mà lầu bầu với đối phương thì lại không nói thi thoảng ở đây. Tôi vừa rửa bát. Tôi điên hết cả người. Tôi nói chẳng biết như tôi đó đó, thế vậy đó. Chuyện mình nên. Vâng, cứ một mình thôi ạ. Đấy, nhạc lại nổi lên mà nhiều lúc tối có lầu bầu của mình không? Con đang ngủ mà quay qua mà ngồi lầu bầu mình. Dạ không ạ, tối thì được cái là hai vợ chồng có một cái trước khi đi ngủ là nắm tay nhau, xong rồi thơm nhau cái đi ngủ, kể cả cãi nhau hay là không cãi nhau là có cái luật luôn là xong ngày hôm đấy là xong luôn. Là mình tiếp đến ngày hôm sau mà mình hoàn toàn bình thường về mọi thứ. Có xem một bộ phim trước khi ngủ không? Dạ cũng có, thường thì có thể là xem phim hoặc là con mà tại con thích nghe nhạc thì con có bài nhạc gì mới hay là bắt đầu lại đây vợ ơi có bài gì mới. Chơi game. Tranh thủ đi. Dạ vâng. Tranh thủ đi, thủ đi, chú khuyên con là nên tranh thủ xem nhiều đi. Dạ. Tại vì có một đứa rồi là nó sẽ có những cái giới hạn. Dạ vâng. Có những cái giới hạn nó sẽ có thay đổi. Cô với chú á, chị với ông Tuấn á là hồi lúc mới á là cho tới bây giờ luôn nè em, bây giờ thì bớt đi rồi nhưng mà lúc mới là cứ trước khi đi ngủ là phải xem một bộ phim. Vâng. Đến độ một cái kho phim kinh dị của Mỹ, của Hàn, của Trung Quốc tất từng tật, bây giờ không còn phim nào cho cô con. Vâng. Nhà con là cũng thế đấy, vợ là rất thích xem phim ma và thích xem phim kinh dị. Netflix là thôi đấy, bảo hết. Ồ Netflix thì cái đó là rất là nhiều. Vâng. Rất là nhiều. Rồi bây giờ nè là ngồi nói một mình đúng không? Vâng. Lầu bầu một mình. Còn một cái tật nữa là tại vì thường thì mình hay đi quay hình cho tất cả các mọi người, không ai chê, nhưng mà về nhà là vợ mình chụp ảnh các thứ là anh chụp cái gì đấy. Bây giờ đi chỉnh cả mình là mình cũng nhiều đâu. Mình tự ái. Mình tự ái của mình tự ái mà cho em đi mà chụp. Anh không chụp ạ. Hoặc là em gọi ai đến chụp đi. Thế là dỗi nhưng mà mặt là căng thẳng lắm. Thôi được rồi, chụp cổ. Thế là xong về vẫn ưng. Chứ cũng phải là không ưng nhưng mà chắc là cũng giận dỗi cái lúc đấy thôi. Thế là nhiều khi là con là áp lực là ở nhà là đi chụp ảnh cho vợ hơn là mình đi mình làm việc ở bên ngoài làm hình ảnh cho mọi người, con thấy thoải mái hơn. Tôi đồng cảm với ông kia. Dạ. Tôi chụp cho bao nhiêu người ai cũng khen, chỉ có một người chê tôi chụp xấu là vợ tôi. Dạ. Anh chụp 100 tấm. 100 tấm luôn. Không, vâng. ghét anh là chú là chú chụp 100 tấm luôn. Dạ. Phải chọn, chắc thế nào cũng lựa được. Đấy, thế mà không ưng. Chụp cho ai cũng khen. Dạ. Có ghen con không? Dạ cũng không ạ, con chưa thấy ghen lắm nhưng mà cũng thi thoảng mà mình mà cứ đứng gần ai hay là các thứ thì cũng nhắc nhẹ. Cũng có ghen linh tinh chút đỉnh đúng không? Nhưng mà cũng không mạnh. Nhiều khi phải thêm mắm thêm muối vào.
thêm chút cho gia cho vị. Nó có gia vị thôi. Không có tật thì nữa không? Dạ. Có đam mê kiếm tiền mà quên đi mất. Dạ cũng có một vài lần là cũng quên mất, tại vì có những lúc ở nhà con nhờ làm việc này việc kia. Nhưng mà lại quên mất làm của mình, mà mình thì đang làm việc và mình đi làm việc là tối về, tối thường cô chú biết rồi, đi làm về mình toàn là đến 11, 12 giờ, có hôm đến 2, 3 giờ. Thì mình bị overtime là chuyện bình thường. Thì vợ chuẩn bị đi ngủ thì con hay hỏi lại những cái chuyện hôm nay, con bàn giao cho vợ là thế hôm nay vợ đã làm việc này việc kia chồng chưa? Ui trời ơi, vợ quên rồi. Thế là mình cũng thôi đi ngủ rồi thôi, nhưng mà ban ngày là thôi mình cũng tại sao em lại không làm. Rồi con mong muốn vợ con thay đổi điều gì không? Dạ con thì con mong muốn vợ con thay đổi là thôi thì cứ từ từ rồi mình sẽ có được mọi thứ mà mình mong muốn. Hai đứa đều vẫn phải học về cách làm chồng cũng như là làm vợ. Thì cuộc sống hôn nhân gia đình của vợ chồng trẻ nó cũng sẽ có nhiều thứ mà mình không thể mà bảo sắp xếp ngay được. Thì con nghĩ là hai vợ chồng cùng sẽ có mong muốn là sắp xếp từ từ và dần dần. Và mọi thứ nó sẽ đâu vào đấy, chứ cũng không thể mà một nhát ngày hôm nay mình thay đổi, một nhát ngày hôm sau mình thay đổi. Đúng rồi, nhưng mà cái mà trong tất cả những cái mà con vừa kể ra đó, thì con mong là cái gì, tức là trong đầu con nghĩ rằng cái là mong muốn vợ thay đổi cái điều gì nhất? Thay đổi điều nhất, điều gì nhất thì có lẽ là có những cái lúc mà đấy, con chỉ sợ mỗi là thoại một mình thôi. Lên đây một thoại một mình, độc thoại. Độc thoại đấy. Sao vậy con lúc những lúc đó con nói cái gì vậy? Không con, nhớ luôn. Con cũng không nhớ nữa. Có lẽ là con ví dụ như kiểu nhiều quen, con đang quen với cái việc là khi mình đi làm ấy, là mình đang không ưng cái gì hoặc là mình không thích cái gì là mình phải nói ra. Và thỉnh thoảng con còn đang kiểu ví dụ như là con nói chuyện một mình, cũng hay nói chuyện một mình, ví dụ như là phải đi lấy cái bút, phải đi lau nhà đấy. Ví dụ đang ngồi xem phim xong rồi quên giặt quần áo, là giật mình rồi, chưa rồi không đi, quên mất chưa giặt quần áo đấy, kiểu như thế. Thế là bạn phải nói ra, con phải nói ra, nghĩ trong đầu thôi là mình đi làm, nhưng mà bạn này là phải nói ra. Vâng, bạn này là phải không phải nói những người nghĩ nghe chị. Có nhiều lắm chú ạ. Có. Bây giờ mới nhớ nè, vợ của chú cũng có thỉnh thoảng, bà Liên là thỉnh thoảng vẫn có, nhưng là tự nói mình có nha, có. Mà tưởng tượng sau này nó có con, vợ lớn tuổi nữa thì cái mức độ nói một mình nó còn nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Thôi không sao đâu. Dạ. Nhiều khi nói một mình cái mình nhảy vô, vâng. Mình nói mình trả lời, tự trả lời luôn. Vâng. Yeah. Đáng yêu mà. Dạ. Đáng yêu, đáng nhiều yêu cũng đáng yêu. Sau này có khi nhiều lúc con không nói, con im ý, lúc đấy gọi là căng đáng thẳng. Sợ lúc đó mới là đáng nhớ sợ. Nhớ lời vợ nói, nhớ tiếng vợ. Rồi bây giờ tới Ly. Anh ấy có những tật xấu gì? Thực ra thì với con ấy, chồng con cũng không có nhiều tật xấu đâu, tại vì con nhiều tật xấu quá. Có nghĩa là ví dụ như con mà nhìn ra những cái tật xấu của chồng con thì con nghĩ lại con thì cũng còn khủng khiếp hơn. Có một cái là con đặt biệt danh cho chồng con là đi rên. Rên không phải là mưa. Rên là rên nhiều, rên la ấy ạ. Đấy. Rên gì? Vâng, rên gì. Đấy là chồng con là hay, hồi xưa lúc yêu con là con rất là hậu động. Ví dụ như là con chuẩn bị bước xuống phát, cẩn thận đấy, không để hụt chân đấy. Hoặc là đang chuẩn bị làm đấy, nhấc cái kia lên trước đã rồi đặt cái kia xuống. Hoặc là chồng con mà nấu ăn vào con và vào rửa rau chẳng hạn. Cho rau vào trước rồi cho nước vào sau rồi cho muối vào. Đó là chồng con là một người mê nấu ăn. Đâm ra là mình mà thấy kiểu làm công việc mà không đúng cái người hướng nội thì người ta rất là khó tính ở những cái chỗ mà ở nhà. Đó, mình có cái góc riêng, những góc bếp của con là con nấu ăn đến đâu là con thường con lau lên đấy luôn. Mình thích nấu ăn để mình thấy thoải mái rồi mình... Hôm nào chú qua chú nhậu với con nhé. Được ạ. Đồng ý. Nghe là thích rồi đó. Rồi cái gì nữa nè? Vâng, với con thì con chỉ thấy cái đấy là tính, không phải tính xấu của chồng con mà mang lại cho con cảm giác là kiểu hồi xưa lúc chưa yêu hơi thì nhắc nhở hả? Không nhắc nhở thì bình thường, luôn ấy cảm thấy là quan tâm. Nhưng mà khi mà lấy về xong cảm giác là giống như kiểu chồng con đang kiểu nắn con ấy. Bắt đầu nắn á, dũa đó. Bắt đầu, đúng rồi đấy ạ. Hai cái mảnh nó bắt đầu dùng dao dũa từ từ cho nó khớp đó. Con làm nail nhiều rồi nên con biết là chồng con đang dũa dần. Và với cả là khoảng thời gian 4 tháng mà con ở riêng với nhau thì con cũng phải thay đổi rất là nhiều. Con là người dậy sớm nhất nhà, đi tập thể dục, xong rồi giặt quần áo có máy giặt, rửa bát, có máy rửa bát. Nhưng nói chung là trước đây con không phải làm những cái việc đấy bao giờ. Thế nên là khi mà chồng con ví dụ trước đây khi yêu ấy thì chồng con khi mà dậy, chồng con sẽ
gấp chăn màn rồi dọn dẹp các thứ. Thì khi mà lấy về bây giờ chồng con sẽ, rõ ràng là chồng con dậy sau nhưng chồng con sẽ đi ra ngoài, vợ nhớ gấp chăn nhá. Đấy. À, nhắc khéo. Nhắc nhở. Ông ngại gấp chăn gấp màn thì sao em ạ? À? Thiệt á. Cô gấp chăn gấp màn mấy chục năm nay rồi, cô thấy Thành đã không gấp rồi mình cứ buồn. Nên là thực ra những cái việc đấy thì con thấy hơi bị ngỡ ngàng trong mối đó, cái vỡ òa đó. Vỡ òa đó. Là vỡ òa òa đấy. Nhưng mà bù lại là khoảng thời gian này con được thay đổi cái môi trường sống, gần như là thay đổi một cuộc sống mới, nên là những cái việc đấy nó cũng chỉ là một cái phần nhỏ trong cái việc mà con đang hứng khởi trong cái mối quan hệ này, và hai vợ chồng đang dần nhiều hiểu nhau hơn, đắc với nhau hơn. Nên là những cái tật xấu của chồng con thì con thấy cũng ổn. Nói chung là con chỉ mong muốn chồng thay đổi một điều gì? Con muốn chồng con là hãy tình cảm hơn như cái lúc mà mới cưa. Ồ, thế bây giờ còn lãng mạn không? Còn tình cảm không? Bớt lãng mạn hơn xíu. Bớt lãng mạn hơn một xíu thôi ạ. Bớt có những cái khung hình ví dụ như vỡ hoa về hoa. Ví dụ như cái bó hồng lật ngược đó, đúng không? Bó hồng lật ngược. Giờ không có bó hồng lật ngược. Hay là bấm nút cái son chạy ra đúng không? Đó là cảm giác giống như kiểu là khi mà làm vợ chồng rồi thì chồng sẽ chỉ bớt đi. Vâng, bớt lãng mạn hơn. Bớt lãng mạn hơn. Nên là chồng hãy làm đúng với nghề của chồng ấy. Mà những cái sót tình đấy, nhắc nhẹ. Cái lúc này là đó. Con phải vận dụng tối đa cái lãng mạn nhất có thể. Dạ vâng, lại lau lại đầu tư quá. Đấy, nhớ nhá. Dạ vâng. Như thế này nè. Còn son lắm. Con có thể tận dụng được những cái gì mà vợ con đang là thế mạnh. Dạ. Thứ nhất là xinh nè. Cái thứ hai ăn nói cũng duyên dáng. Và cái thứ ba là công việc của vợ con là làm đẹp. Đó. Nếu mà với một cái sự cộng hưởng của con nữa, đúng không? Con có thể là tạo ra được một KOL về thời trang trong cái tương lai sắp tới. Dạ. Đó. Với những cái góc máy, với con những cái khung hình. À, đây là một KOL của con mà biết đâu chừng, đúng không? Vậy đâu mình lại khai thác được, mình đầu tư. Đấy. Đúng. Đấy. Con ơi, với lại tranh thủ chưa với em bé đấy. Đó. Dạ. Cứ tranh thủ đi chơi cho cô. Dạ, đi vâng. Chơi đi du lịch đi con ơi. Dạ, vâng, con thích lắm. Yeah. Đây là thời đại của social media. Dạ đúng vâng. Đó, và đây là một cái người mẫu tương lai. Đó, biết đâu sau này lại nổi tiếng hơn chồng nữa nha. Có những ông chồng mà người ta không muốn vợ người ta như thế đâu. Chú cứ làm như ai, như chú. Em muốn nhưng mà không được. cho con phát biểu ạ. Rồi. Con chợt nhớ ra là con muốn một điều nữa của chồng con. Là mỗi khi mà chụp ảnh để quay clip cho vợ thì hãy giãn cái cơ mặt ra, cười thật tươi vào. Vì trong lúc mà đang chụp ảnh ấy mà chồng kiểu đứng vào. Không đứng em, vào. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Rồi, đẹp đó, rồi. Đó, mày quá, chú Thuận quá hiểu. Công việc. Cái đó là bệnh nghề nghiệp. Bị tùm mút ạ. Hỏi cô chú xem có đúng không? Đến khi công việc của con chẳng hạn, đó, con đang rất vui nhưng mà đến khi mà con tập trung vào để mà con set up một cái buổi mà event về thời trang. Tập trung hay là tập trung với là con pick đồ cho khách, con cũng sẽ như vậy đó. Hay lần sau anh kiểu vẫn nhăn nhưng mà mồm vẫn như này. Rồi, ok. Nghe. Rồi, dạ. Cảm ơn hai đứa nha. Dạ, bây giờ chờ chút xíu mình sẽ gặp lại ở phần bốc